Hello, xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay nghỉ lễ thì mà mình có thời gian, hôm nay sẽ nấu cái món khá là lạ này cả nhà. Thì nguyên liệu gồm có thịt bò nè, trái dừa để lấy nước nha, và cái không thể thiếu chính là mắm ruốc. Mình sẽ nấu là thịt bò nhúng mắm ruốc nha cả nhà. Thì ăn kèm á thì sẽ có rau sống nè, mình sẽ ăn để cuốn bánh tráng hoặc là mình nhúng với rau nha. Rồi bây giờ sẽ cùng vào bếp với mình nha. Thôi. Mình sẽ lấy nước dừa nha để làm nước nhúng. Đây là miếng bắp bò, mình cũng nấu bằng bắp bò. Mình thấy mỏng thôi để mình nhúng nha. Dày quá thì nhúng cho nó ngon. Rau này ăn sống nè, rau này để cuốn. Mình sẽ rửa lại nữa nè. Muối rồi giờ rửa thêm hai nước. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cho mắm nước vào xào chung. Nêm nếm gia vị vào. Cái này thì chắc chỉ cần nêm đường với bột ngọt thôi cả nhà, không có phải nêm muối. Cho thêm vô luôn. Cho nó ngọt nước. Thơm nứt cái mũi. Giờ mình sẽ cho thêm tầm muỗng đường nha cả nhà. Tại vì mình thấy nước dừa nó đã ngọt rồi. Ngọt nha. Rồi nêm nếm gia vị dừa ăn thôi. Theo khẩu vị cả nhà. Để sôi lên là mình đem ra bếp mình nhúng nha. Nếu mà cả nhà ăn cay thì để ớt vô, tại nhà mình không có ăn cay. Chào cô chú nha. Thì giờ chiều hôm nay thì gia đình mình có làm một cái món là thịt bò nhúng mắm ruốc. Thì cái mắm ruốc này là mình nấu bằng nước dừa nha. Nước dừa với thơm cho nó ngọt nước, sau đó mình sẽ nhúng thịt bò, mình cuốn bánh tráng hoặc là mình sẽ ăn với rau cải nhúng không á bà cô chú nha. Rồi mời ông bà cô chú ăn với gia đình nha. Nước chấm thì cũng là nước chấm mắm ruốc nha bà cô chú. Rồi, ăn đơn giản thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ nhúng nước sôi nè. Bỏ vô mình nhúng. Bò này tại mình cắt ở nhà, mình cắt dày. Mình thích ăn tái thì mình nhúng tái ha. Còn không thì mình nhúng chín. Đưa chén này. Chết nha cho mũi. Thơm lừng luôn. Ăn cái món này cả sớm đều biết. Nhẹ thôi con, nhúng nhẹ thôi. Rồi chắc muốn tái vậy được rồi ha. Rồi mình vớt ra đi. Rồi bây giờ sẽ cuốn nha. Để cỡ ra đây, xà lách. Rau thơm. Rau giúp cả. Tí dưa leo cho nó giòn. Rồi, cho bò vào. Thêm tí bún nữa. À hay mẹ làm.
đi. Rồi, cho thêm miếng thơm nha, cho nó chua. Đây, uống lại. Phải xấu nha. Rồi, nhúng vào. Mời cả nhà ăn cùng mình nha. Thơm mùi mắm mốt, dưa leo, mùi thơm. Con gấp đi. Thịt bò ngọt lắm. Tới lại đi. Con mời ông bà cô chú ăn ăn thịt bò nhúng mắm guốc. Con mời ông bà cô chú ăn thịt bò chấm mắm guốc. Thịt bò chấm mắm guốc. Thịt bò em cắt hơi dày làm như nó hơi dai á, đúng không? Phải không Đâm? Bò nó cắt hơi dày. Nay ngày lễ nên là nhà nào cũng ăn lễ. Lần đây là lần đầu tiên mình ăn lễ Sài Gòn. Mỗi năm là mình đi về quê hoặc là mình sẽ đi chơi. Mà năm nay mình không, mình ở nhà mình ăn lễ luôn. Mưa quá mưa. Hả? Mưa. Ừ, bữa nay mưa, mấy ngày nay mưa quá trời to, mưa ngày nào cũng mưa. Không biết bữa nay có mưa không đây? Tối nay có bắn pháo hoa. Đi còn đóng khó khăn. Cắt nước hơi nhạt hả? Nè, nếu là ăn mình có thể nhúng rau nè. Nhúng rau mình ăn cũng được trong thời gian chờ đợi. Cái này là rau cải, cải xanh mà cải non á cả nhà, ăn rất là ngon. Mát. Làm ăn nhai mới nổi. Bò sao dai quá à, mà mua bắp bò mà sao dai vậy? Chở đi chơi mà cũng chịu đeo áo mưa. Rồi mưa nữa hay gì rồi kìa. Chơi mà cũng chịu nghe đó. Thiệt tình luôn. Để mà ngày nào cũng mưa đó. Em ít ăn món nào. Nhưng mà mắm ruốc á, mắm ruốc nó hợp với thịt bò lắm nha. Thấy không? Như lòng bò mà luộc lên á, xong rồi chấm mắm ruốc á, trời ơi ăn nó bắt. Nó hợp với thịt bò.
Con cần một miếng cuối cùng đó mẹ. Ừ, con có rồi, hỏi giống không cho. Mẹ học từ trên mạng. Cái gì? À, mấy chị này nói quá. Tùng chấm tùng, tùng chỉ này, con ăn thấy ngon. Đầu bếp Tùng biết. Đầu bếp Tùng mà không sao, là mới đầu bếp rồi. Bà biết ngoại vẫn ngon nhất hả? Bà ngoại không biết cho ăn gì mà sao nó cứ khen bà ngoại nó ngon. Bà ngoại cho ăn cơm với trái cây, ăn ăn cơm bữa nào cũng ăn dưa hấu, ăn chuối mà vậy mà ảnh thích cái ghê. Chứ ở đây mình cũng cho nó ăn mà. Sao con lại thích? Tao nhớ đậm rồi. Cái đậm vị gốc gài hay từ dùng từ đậm vị đúng nha. Cái gì cũng đậm vị. Để ba nấu món đậm vị hả? Ba nấu mấy đĩa. Chứ hôm bữa ba làm món rau gà quá trời. Bữa ba làm món gà món sườn đó nhớ không? Món sườn này ngon sốt nhất luôn, cho 100 điểm luôn là gì? Nhưng bà không sao đúng bà. Bà ngoại có mấy 7 điểm. Vậy hả? Ta là phản diện nè. Đúng ba phản diện hả? Phản diện lên lúc nào nó cũng chê người này, nó khen người kia hả? Có nghĩa là con chê ba, có nghĩa là khen đúng không? Còn bà ngoại là khen có nghĩa là chê đúng không? Phản diện mà phản lại ngược lắm. Cái chuyện cả nhà nghe hồi đó giờ cả nhà có nghe vụ Zalo mà bị hack chưa? Zalo đúng không? Là hồi xưa giờ là vốn dĩ là nó bảo mật đúng không? Vậy mà hôm bữa mình bị hack Zalo á, bất ngờ luôn á. Tại vì cái bữa đó là mình thường mình đi làm á, là mình sử dụng, mình hay đăng nhập vào máy tính, tức là mình xài cả trên điện thoại để với máy tính để cho nó đồng nhất á. Tại vì hay chuyển file qua lại đó nên là phải lấy về máy tính để làm việc. Cái là hôm đó mình đi ra ngoài, mình đâu có biết đâu, mình vẫn để ở trên máy tính á. Mình đi ra ngoài mình cũng không có mở Zalo điện thoại nữa. Cái xong rồi cái mọi người đồng nghiệp của mình nó nhắn cho mình quá trời luôn. Ông sếp tình hình á, ổng phải gọi cho mình, ổng hỏi chứ em làm cái gì mà em mệt mà quay người vô cái group phim hành động á. Xong mình ngớ người ra, mình đâu có biết gì đâu. May mà phim hành động. Cái em nói, cái mình nói, ủa anh ơi em đâu có làm gì đâu, em đang đi ngoài đường, em đang đi công việc mà. Cái xong là ông cái bắt đầu mà mình cũng không biết gì, nhiều người nhắn lắm, nói ủa sao Zalo mà. Trên cái xong mình mở điện thoại lên thì mình không có thấy cái group nào hết á. Nếu mà mình làm thì mình phải có cái group của mình. Nhưng mà không có nha. Tức là sau khi nó hack vào là nó ẹp, nó tạo một cái nhóm xong nó ẹp tất cả những người trong danh bạ của mình vào cái group phim đó luôn. Xong rồi nó out mình ra. Nó out mình ra rồi nó chuyển cho một người khác làm quản lý. Quản lý nhóm, tức là cái người mà được ẹp vào đó là cái thằng đồng nghiệp của mình đó, thằng bạn á, nó vẫn còn thấy là mình out ra liền, mình lạo xong mình out ra liền, mình đưa cho một người khác làm quản lý nhóm. Đó. Thì mình đâu có biết trời chăng gì, tới chừng về kiểm tra máy tính thì mình biết là chắc là hack từ máy tính, nó điều khiển từ xa cả nhà. Trong cái đó là cái phần gì anh bảo, cái phần gì remote desktop á. Cái phần đúng remote hả? Desktop á cả nhà, mình vào cái ta xong rồi cái save theme đúng không, nó có cái phần upload remote đó. Nếu mà cả nhà thấy cái mình đã tích cái phần upload remote đó là mình đang chấp nhận cho người ta điều khiển cái máy tính mình đó, nên là cả nhà phải vào đó, cả nhà tích cái nút đó bỏ đi nha, để thôi là họ vào họ điều khiển cái máy tính mình họ làm được luôn á. Mình thì mình sợ là Zalo thì cũng không có gì, nhưng mà nhiều khi nói là bảo mật, thế là mình cứ sợ là đi mượn tiền, đi vay tiền này kia nọ lung tung thôi đó. Tại vì nó bảo mật mà, cứ nghĩ là nếu mà người nào mà vào được mà đi nói này nói kia thì
thì chắc là chính chủ rồi, chứ làm sao mà có chuyện là người khác được. Thật ra là em bị hack, là em bị hack cái máy tính chứ không phải bị hack cái Zalo. Đúng rồi. Nhưng mà do cái Zalo của em nó đang còn đăng nhập trên cái máy tính. Đúng rồi. Thì những người mà làm việc trên máy tính mà mở đồng loạt cả Zalo để làm việc á, thường đa số là sẽ không làm như vậy mà. Tại vì hay chuyển file, hay lấy file, bây giờ toàn là chuyển file qua Zalo không à. Đó, nên là cả nhà chú ý cái... là trong cái điện, cái máy tính á, là cái chức năng remote desktop á, nó được bật lên. Nó được bật tự động lên. Ừ, mình không biết, mình không để ý đúng không? Do mình phải tắt đi. Hồi đó giờ em đâu có để ý đâu. Không, nhưng mà cái thời gian trước á, là em cứ nghĩ là con chuột của em nó bị hư. Em cứ đang làm việc tự nhiên cái con chuột em nó chạy, tức là nó chạy lung tung luôn, nó không theo mình điều khiển á. Người ta điều khiển nên là người, màn hình của em á. Là người ta đang điều khiển luôn á. Thì em cứ nghĩ là con chuột em nó bị vấn đề. Nhưng mà sau cái vụ này thì em nghĩ nó không phải là con chuột. Tại vì xong rồi em thay con chuột liên tục. Thì mới nghĩ là chắc là bị người ta xâm nhập vào cái máy tính bàn. Xong rồi mình cứ để cái Zalo mình không có thoát ra, thành ra họ mới là họ xâm nhập được, họ mới làm như vậy. Làm hết hồn hết vía luôn. Ông sếp ông gọi mất. Mình trong đầu mình mới đi ra ngoài có chút xíu làm gì gọi. Ai ngờ đâu ổng gọi ổng thông báo. Em mở cái Zalo em coi coi ai vào Zalo em hả? Ẹp nhóm tùm lum kìa. Sao ổng nhớ vậy? Ổng nói anh không biết. Đang đầu mình á thì mình nghĩ là chắc ai đó lấy cái hình ảnh của mình vào đại diện hình ảnh của mình xong rồi tạo tên giống nhau rồi ẹt, nhưng mà nghĩ là vô lý tại sao? Nếu mà vậy á tắt thế rồi cho làm theo hướng dẫn tắt. Rồi, tắt rồi, làm theo hướng dẫn tắt. Nếu mà vậy á thì tất cả những người trong danh bạ mình sẽ không thể nào ẹt, tại vì Zalo là chỉ có kết bạn gọi là lưu số với nhau hoặc là biết số với nhau thì mới kết bạn được, mới ẹt nhóm được đúng không? Đã là bạn rồi thì mới ẹt vào nhóm được, chứ không thể nào mà tự nhiên mà ẹt người khác được cả. Đó. Nói lên ai cũng hết hồn, chắc là ai cũng nghĩ là không thể nào. Kêu mấy người trong công ty á tắt hết cái chức năng đấy rồi, tại vì cái chức năng đó cần biết cái IP ở công ty là làm được hết. Thậm chí là trong công ty ha, có thể hack máy tính của nhau luôn. Cái anh kia hôm bữa kìa, anh ngồi cái máy tính của em mà anh coi được cái máy tính của mấy người ở trên phòng kia luôn. Ừ, đơn giản vào đó. Được luôn qua cái chức năng remote rất tốt đó. Ừ, biết được cái IP rồi là vào hết luôn á cả nhà. Đơn giản rồi. Giống rau em. Ủa con ăn nữa hả Lạc? Con no rồi hả? Ăn để có sức thì tối thì coi bắn pháo bông chứ. Nói theo mà giờ công nghệ nó phát triển thì nó cũng giúp mình được nhiều thứ, nhưng mà nó cũng mang nhiều cái rủi ro á. Chỉ cần mất cảnh giác chút xíu thôi là tiêu rồi. Cái người dùng người ta đâu có hiểu hết mấy cái đó đâu. Ai mà hiểu? Ngày trước anh có học qua cái quản trị mạng đó thì mới biết được cái mục đó nó nguy hiểm mà. Em bị cái này em mới biết chứ. Cái tính em thì em cứ nghĩ là chỉ có TeamViewer á thì mới coi được. Cái đó mà em xóa cái đó rồi, mấy lần cài máy tính xong là em xóa ngay lập tức. Thì cái đó nó cũng y như nó cơ chế hoạt động nó cũng giống như TeamViewer. Cái này xui mà mình để cái Zalo mình nó xâm nhập vô Zalo mình. Hớ người ra luôn, thiệt tình chứ. Xong rồi cảnh báo mọi người là em không có mượn tiền nha. Ai cho mượn thì không gắn chịu nha.
để cho mượn ôm cục nợ không biết chi trả. Bởi là nhiều khi nhấp một cái đường link lạ vậy, nó tự động nó bật cái gì, nó tải một cái file thực thi á về rồi nó bật, tự bật cái đó ra. Tự bật cái đó ra. Mình tra vô máy tính mình một cách tầm lặng. Máy tính mình làm việc chứ. Ôi nhúng không? Bỏ nhúng không? Cao cải lắm. Cao cải lắm. Nhúng rồi. Nhúng rồi. Bữa bây giờ lừa đảo quá trời. Giờ AI thì giả giọng nói nữa mà nó bữa bà chị mình cũng bị cái vụ mà gọi á công an á, mất hết 170 triệu á. Cái vụ đó nhiều người bị lừa lắm, có người lừa mấy tỷ luôn, coi như là tiền trong tài khoản có bao nhiêu là sạch hết nhiêu. Chị mình bị mất ít là tại vì bà để hạn mức, tức là không chuyển hết được một lần. May phước, nói chung là phải cài hạn mức. Cài hạn mức. Tại vì khi mà nó muốn giải cái hạn mức á thì nó phải gửi cái mã OTP về cho mình xác nhận. Thì nó mới lấy ra được. Đó nên là may phước là còn cái hạn mức của một cái thẻ. Nó gọi điện y chang công an rồi nó kêu là chỉ chuyển khoản cho nó có 10,000 thôi. Chuyển xong một phát là không còn một đồng nào luôn. Thiệt tình luôn, không lấy lại được, mất sạch, đâu lấy lại được đâu hả? Coi như là lên công an trình báo thì công an nói cái này không có lấy lại được, xong hả? Hết nhiệm vụ. Cái này mình cuốn dày quá à, quyết cuốn nổi à. Cuốn dày quá nha em nhỏ. Đồ dày quá, nhai không nổi. Mà nhai phải dùng hết công lực. Trong là món này cũng ngon. Trời mưa mưa, nhấm ăn nó ấm. Này một trên Đà Lạt đó ha, lạnh lạnh đó ha, mưa mưa lạnh lạnh. Đà Lạt ở trển đâu có ăn món này đâu. Đà Lạt ở trển nên ăn mấy ăn cái gì không? Ăn gà, lẩu gà lá é là đặc sản trong Đà Lạt, không có món này. Hoặc là ăn đồ nướng, lòng nướng. Thực ra món lẩu gà lá é đâu phải đặc sản Đà Lạt đâu. Chứ đâu, đặc sản Phú Yên hả? Như là Phú Yên á. Phú Yên không? Thank you.
Rồi thôi, lá xếp nha cả nhà. Chôm chôm. Chôm chôm. Chôm thái. Chôm không? Chôm chôm mùa này hết mùa. 45 ngàn. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi video của gia đình mình nha. Chúc cả nhà kỳ nghỉ lễ vui vẻ ha. Hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo.